và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Ba nhan sắc gây sốc và tiếc nuối nhất nhì V-Big toàn giao kéo đến phá tướng, nhìn ảnh năm xưa mà ngỡ ngàng. Đã từng sở hữu vẻ đẹp khiến nhiều người phải ghen tị, nhưng cuối cùng, những nghệ sĩ này lại đánh mất nhan sắc thời gian. Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương đã bước sang tuổi 56, nhưng em bé Hà Nội Lan Hương vẫn bị bàn tán rất nhiều vì nhan sắc ngày một khác lạ. Mặc dù đã phủ nhận nghi vấn can thiệp giao kéo cải thiện vẻ bề ngoài, nhưng mỗi lần chia sẻ ảnh đời thường là một lần nghệ sĩ nhân dân Lan Hương gây chú ý lớn. Rất nhiều fan tiếc nuối cho nhan sắc một thời của nữ nghệ sĩ, bởi trong quá khứ, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương từng sở hữu vẻ đẹp đúng chuẩn con gái Hà Thành, đặc biệt đôi mắt đen láy, gương mặt tròn bầu bĩnh năm xưa đã từng giúp nghệ sĩ nhân dân Lan Hương lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Vẻ đẹp năm đó của nghệ sĩ nhân dân vẫn còn gây ấn tượng sâu đậm trong tâm trí khán giả Việt. Vẻ đẹp thời còn thiếu nữ từng khiến người đối diện xao xuyến của nghệ sĩ nhân dân Lan Hương. Trải qua thời gian, đôi mắt đen láy, gương mặt tròn phúc hậu vẫn luôn tạo được ấn tượng đặc biệt với nhiều đạo diễn và khán giả. Thế nhưng đến nay, nhan sắc của nghệ sĩ nhân dân Lan Hương đã thay đổi hoàn toàn tới mức gây xôn xao dư luận. Diễn viên Việt Anh từng được biết đến là nam diễn viên điển trai lịch lãm, nhưng giữa năm 2019, Việt Anh gây bất ngờ khi sang Hàn Quốc giao kéo cải thiện nhan sắc. Tuy nhiên, từ khi phẫu thuật thẩm mỹ đến nay, nam diễn viên người phán xử liên tục bị chê phá tướng, làm mất đi vẻ điển trai một thời. Thậm chí đã từng có thời điểm Việt Anh bị nhận xét là khác đến mức khó lòng nhận ra khi xuất hiện tại các buổi tiệc với bạn bè. Diễn viên Việt Anh từng chi phục nhiều khán giả nữ bởi vẻ điển trai lịch lãm. Vậy nhưng nam diễn viên vẫn quyết định giao kéo cải thiện nhan sắc và gây ra không ít tranh cãi, ý kiến trái chiều từ dư luận. Đã có lúc nam diễn viên bị cho khó lòng nhận ra bởi nhan sắc khác lạ sau giao kéo. Thu Thủy sở hữu nhan sắc thay đổi rõ rệt nhất so với hình ảnh trước đây, từ mí mắt, chiếc mũi cao tới chiếc cằm nhọn chuẩn vờ lai. Gương mặt nữ ca sĩ thay đổi tới mức khán giả khó lòng nhận ra. Thu Thủy kẹo ngọt năm nào, việc phẫu thuật thẩm mỹ giúp gương mặt nữ ca sĩ thon gọn sắc sảo hơn, tuy nhiên cũng phá đi những nét tự nhiên rạng rỡ đặc trưng của cô. Do vậy, đến tận bây giờ, rất nhiều khán giả vẫn bày tỏ sự tiếc nuối khi Thu Thủy đánh mất đi nhan sắc tự nhiên một thời. Thu Thủy từng sở hữu nhan sắc kẹo ngọt, nhẹ nhàng và không kém phần ấn tượng. Đây cũng là vẻ đẹp được khán giả thế hệ 8X, 9X đặc biệt yêu mến kể từ khi cô mới bước chân vào V-Big. Tuy nhiên, để cải thiện nhan sắc, Thu Thủy đã quyết định can thiệp giao kéo. Dù gây nhiều tiếc nuối cho khán giả, nhưng theo Thu Thủy, cô hoàn toàn hài lòng với nhan sắc sau thẩm mỹ.